Dạ, chào quý các bạn. Hiện giờ Diêm đang ngồi ở khu vực ở Hòn Rì, ở thành phố Vũng Tàu quý vị. Diêm đang ngồi khu vực ngay cái cảng tàu hai thân Dream Line DP tại khu vực của bến du lịch Cáp Treo thành phố Vũng Tàu quý vị. Hôm nay trời thời tiết Vũng Tàu nắng khá là gắt quý vị. Trưa từ hơn 3 mấy độ C, 32 độ C. Và buổi chiều hôm nay thì gió không phải là mạnh nên là quý vị nghe thì hơi ồn. Tại vì khu vực gió biển, đặc biệt là Hòn Rì là khu vực rất là thoáng đãng và cảnh rất là đẹp, nên quý vị thấy cái bên ngoài. Và từ khu vực ở Hòn Rì thì chúng ta có thể ngắm được toàn cảnh từ khu vực ở xung quanh quý vị, khu vực biển rất là đẹp. Và phía bên trong là khu vực ẩm thực quý vị, giải khát. Ở đây phía bên ngoài ta có thể ngắm cảnh khu vực có những lồng bè nuôi hải sản, các cái quán ăn ẩm thực quý vị. Ở đây quý vị, đây tiếng sóng biển rì rào. Và ở đây có một cái bờ đá mà chúng ta ngồi đây có thể nhìn lên khu vực ở cái Bạch Dinh. Bạch Dinh là một gần như một cái điểm tham quan rất là nổi bật tại khu vực của thành phố Vũng Tàu quý vị. Rất là nhiều du khách đến Vũng Tàu thì đa phần người ta đều lên Bạch Dinh để chúng ta có thể ngắm cái cảnh biển bãi trước của Vũng Tàu quý vị. Thì ngồi ở đây thì chúng ta có thể nhìn lên khu vực ở Hồ Mây. Và ở đây quý vị chúng ta có thể thấy được cái rừng cây giá tỵ. Đây có rừng cây nữa quý vị, có rừng cây mà đang đổ bông á, rừng cây giá tỵ rất là đặc trưng của khu vực Bạch Dinh. Ở phía trên đỉnh núi này là núi lớn quý vị. Lớn có hệ thống ga cáp treo đang chạy lên nè quý vị. Trên đỉnh Hồ Mây, Hồ Mây Park. Đây là Jim đi lang thang tại khu vực ở Hòn Rì quý vị.
Không ai hẹn sao lên đổ cái này chụp toàn cảnh Vũng Tàu đi làm dạng hoàng không quen vài chục ngàn. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim ngắm cảnh tại khu vực ở Hòn Rô Ri, thành phố Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.